Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Vũ để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai đây quý vị ơi. Đó, để đẹp không đây quý vị. Thì đẹp mà theo dáng quái cũng có nhưng quý vị. Đây, chào em. Được rồi, xin chào chú Tuấn, chào mấy cô chú anh chị yêu mai vàng trên cả nước ha. Nay con có về được số phôi mai, muốn giao lưu với cô chú anh chị. Mấy cô chú anh chị xem hết clip ưng cây nào ủng hộ ưng cây đó ha. Số điện thoại của con là 0399775259, cũng là số Zalo của con. Hình thức bên con là bao sóng bao ship toàn quốc. Dạ. Là mã số đầu tiên mình là mã số 1 nha quý vị. Đó, một em cụ đế ha, nở giọt đọt có xíu rồi. Rồi mình cho thông số nữa ha. Dạ. Em này mình chỉ đo được cái vị trí đó thôi chứ không biết đo sao đâu quý vị. 41. Đó ngày đó là 41 với quý vị. Chiều cao là 79. Tên còn dốc đọc xíu ha. Tay cành có luôn. Rồi xe xe luôn. Em này nở cái củ đẹp quá quý vị. Tay cành dốc đọt nè. Củ đế ha. Cái này thì chỉ đo được một vị trí kéo ngang hồi nãy thôi nhưng quý vị. Rồi, giao luôn như đây. Cái này em giao lưu 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 2 luôn rồi quý vị. Rồi, mã số 2. Nguồn là 28. Rồi, chiều cao luôn. Cao 64. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để em nói luôn quý vị. Đây kinh quá ha. Giao luôn nha em. Cái này giao luôn 500. Rồi, xuống cây luôn, 500 quý vị. Rồi, tiếp tục lên mã số 3 luôn quý vị. Lên cây xuống cây mình luôn ha. Rồi, cái quanh. Rồi, ngay đó. Quanh 29 có dư. 29 dư ha. Đó, này là chiều cao là 78. Rồi, xe xe luôn. Rồi, củ đế rồi quý vị. Nứt nứt. Nứt này nứt giống như da cá sấu vậy ha. Giao luôn như em. Mã số 3 giao luôn 500. Rồi, 500 luôn. Giá cũng dễ chơi. Quý vị xem ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho mà mã số 4 ha. Hoành 33. Rồi. Cao 65. Rồi. Nhìn cái kỹ cái gì? Em này có củ cũng nở ha. Này có gì cắt giật chơi con trai ngắn ngắn ở dưới đây chơi cũng hết ý luôn á. Đó, cái củ đế đó ha. Giao luôn nha em. Giao luôn 400. 400 cái gì? Đó, yêu thương quá. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 5 mà quý vị. Hoành 26. Cao 80. Rồi, có cái củ tròn tròn. Cái củ 44. Đó, củ nở 44 luôn. Củ nở bự luôn quý vị. Nguyên cái khối luôn ha. Bên đây cũng vậy ha, đặt luôn. Rồi, giao luôn nhiêu em? Cái này em luôn 700. Rồi, 700. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục lên mã số 6 luôn. Hoành 25. Rồi, 25. Cao 90. Có cái củ, củ nè. 41. Rồi, củ nạc nở 41 luôn. Có cái củ nạc như vậy. Rồi, giao luôn nha em. Giao luôn 400. 400, giá yêu thương luôn. Rồi, tiếp tục không quý vị, mã số 7 luôn. Hoành 32. Rồi, chiều cao.
cao 95. Rồi. Nghe kỹ thân cành ha, đoạn trên đây ha. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, sẽ tiếp luôn. Rồi, giữ luôn nha em. Này nó luôn 700. 700, mã số 7, 700. Rồi, tiếp tục mã số 8 lên luôn nè quý vị. Quành 22 có dư. Rồi, tính 22 quành. Cao 68. Rồi, sẽ xây luôn. Rồi, xuống đế nó đây quý vị. Đây này cũng khối ha. Rồi, giá luôn như em. Giá 350. Rồi, xuống cây 350.000. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 9. Hoành 24 có dư. Tính 54. Cao 76. Rồi, sẽ xây luôn. Rồi, để quý vị em đủ trơn nào quý vị, cộng bự không ha. Rồi, giá luôn nhiêu em? Cái này mình luôn 350. 350. Mã số vừa rồi là mã số 9. Rồi, tiếp tục là mã số 10. Đấy, số 10 rồi quý vị. Ngoành 25. Cao 62. Rồi, củ đế luôn. Rồi, cho luôn như em. Dạ, 400. Rồi, xuống cây 400 rồi quý vị. Tất cả các cây báo giá trên clip đó quý vị đã bao gồm cái phí vận chuyển cây tới nhà quý vị rồi nha quý vị. Rồi, mã số tiếp theo. Số 11, 32. Hoành 32 luôn. Cao 63. Rồi, xây xây luôn. Củ nở, đế lực. Để bắp không quý vị. Còn rồi. Môi nữa mà không, ta không môi. Rồi. Giá lưu nhiêu đây? Dạ, 600. 600. Giá yêu thương luôn. Số tiếp theo luôn. 12. 12. Rồi, tiếp tục. Rồi, cái hoành em nó quý vị. Hoành 35. Rồi, 35 hoành. Cao 76. Rồi, có cái củ nạc ở dưới ha. Củ nạc dưới quý vị. Nạc 44. Nở ra ha. Rồi, xe xe luôn. Tay cành có hả quý vị. Dán lắc ngay cho cái củ đầy xíu ha. Cái lên ha. Còn này cái nạc này nở ra. Để xuống vạch nạc ha. Ok, để đều. Dạ luôn nhiêu em? Dạ luôn 900. 900. Rồi, số tiếp theo luôn. Số 13. Rồi, 13 đây à, quý vị. Hoành 30. Rồi, 30 hoành. Cao 85. Rồi. Em này trong nách nó bể vậy nè quý vị. Đó, bể từ trên xuống dưới nè. Chỗ nào có nách tay cành là nó có ha. Lục cục, lục cục. Nước bị gì nữa. À, rồi, xuống đế nha quý vị. Rồi, giá luôn nha em. 13 nha luôn 400. Rồi, xuống cây luôn. 400. Rồi, tiếp tục lên 14 luôn nha quý vị. Rồi, 14 đây. Năm hai hoành, có dư. Tích 52 hoành. Cao 41. Rồi, xe em nói luôn. Rồi, giá luôn như em. Giá 350. Rồi, xuống cây luôn, 350.000. Cắt cây treo bằng chai hết ý. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 15. Ừ, 29 hoành, chừng 30 tính 29. Rồi, đâu có cho cái cổ cái nở nở tròn tròn đó phải không? Cái đó này. Tròn này đó những cái gì? Đó, gần 30 luôn ha. Cao 64. Rồi. Xe xe luôn.
này chứ có đo được cái đó chứ đâu được cái đâu gì này đó nó đó. Ôm ngang đó qua ha, này là 29 nha quý vị. Rồi cái luôn nhiêu đen? Dạ 385. 385. Rồi số tiếp theo luôn, 16. Rồi mã số 16 đây quý vị. Nguồn 24. Rồi chiều cao luôn, chiều cao 65. Rồi xe xe luôn. Cái bệ ha, chống chịu quá đủ nào quý vị. Đây thì nguyên cái bệ. Rồi luôn như em cái 350. 350 quý vị, dạ cũng yêu thương luôn ha, 350 mà chở tới nhà quý vị luôn. Này cây cây quá cây nhưng mà quý vị đo đâu này, đo cái cũ cái cục đó đi ha. Ở cái cục này ngắn này 40 có dư à, rồi 40 đo cái thân chánh thôi, 18 rồi xe xe ha, cho kỳ bài nó ha, cao 86 giá có kỳ sẵn nè. Đó này chơi cái cũ quái quái chơi không quý vị, cũ này nè đo 40 ha, thân chánh nó nãy là 18, 2 4 5 5 cái nhanh 5 anh em trên chiếc xe tăng. Đó, còn đây là cái nòng súng ha, cái chiếc xe tăng có gì, còn 5 anh em đã chiếc xe tăng đây ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 17 như lô 800. Rồi 800. 18. Rồi mã số 18 cái gì? Quần 23 có dư tính. Rồi. 53. Cao 71. Rồi để luôn nha quý vị. Để cộng bự không nè. Đó, đó. Cộng bự không quý vị. Rồi giá luôn nhiêu em? Dạ 350. Rồi 350. Rồi mã số tiếp theo luôn, 19 rồi quý vị. Rồi mã số 19 rồi quý vị. Nguồn 26. Cao 65. Rồi xe xe luôn. Rồi cụ đế luôn. Rồi giá luôn nhiêu đẹp? Giá 450. 450. Rồi anh cây mới luôn, số 20. Hoành 27. Rồi đo ngay đó 27. Cao 37. Rồi xe xe luôn. Rồi, này có cái bệ này lạ lạ ha. Đây từ 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 đó, nó cái bệ nữa vậy. Đó xe quanh kia là lạ ha. Rồi cho luôn như em. Dạ 385. 385. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo, 21. Hoành 26. Rồi 26 hoành. Cao cao 68. Rồi 68. Rồi vô đế nha quý vị. Để nó đây. Xe tiếp luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Giao lưu 450. 450 quý vị. Rồi mã số tiếp tục, 22. Hai quý vị. 16. 16 hoạch để luôn ha. Rồi giá luôn nha em, 250. 250.000. Rồi tiếp tục luôn, 23 lên luôn. Còn 18. Rồi cao 66. Rồi để luôn. Rồi giá luôn nha em, 250.
Rồi, tiếp tục lên 24 luôn rồi quý vị. Bóp măng quá đây, trong nách thì có những cái bọt gì lạ lạ nha. 30 hoành. Rồi, hoành 30. Cao 73. Rồi. Hồi cho anh thêm một cái vị trí hoành nữa đi. Ngay chỗ cái ngẩn ở trên á. Ngắn trên đó là nhiêu? 26. 26 ha. Này đó có hai cái chỗ đo nha quý vị. Này thì trong mình nó vậy nè. Rồi. Xây 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 qua anh kia luôn. Xấu vậy ha. Để nó đây. Rồi, cho luôn như em. Như luôn 500. 500. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Hoành 31. 31 hoành. Cao 1 mét. Rồi, xe xe luôn, hoành 31. Có cái để cộng nào nó quá bắp hơn quý vị. Đó, chịu chứ có luôn ha. Đặc biệt là bị lưng, đó, bị lưng. Quá xá bị lưng ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? 55 giao lưu tiểu 2. Rồi, tiểu 2. Rồi, tiếp tục luôn. 26. 26. Em này cũng dán siêu siêu, có cái cũ cũng bự ở dưới quý vị ơi. Rồi cái hoành nè. Hoành 28. Rồi cái cũ luôn. Rồi cũ nhiều. Đây rồi quý vị. Cũ gần 40. Đó. Gần 40 luôn ha. Đó. Chiều cao 80. Cái cũ đó quý vị. Em giao lưu 850. Rồi 850. Cái này hơi bự ạ. Nhắn siêu siêu tay cành đẹp đây rồi quý vị. Củ đế nở luôn. Đó. Cho cái hoành này trước đi. Hoành 32. 32 đúng nè. Xuống ôm cái cổ rồi. Cổ 44. Cổ 44 cái gì? Chiều cao tới mặt bầu là 86. Rồi, này hay cây quá vậy. Lắc tay cành ngóc có giót đọt nhỏ trên ha. Còn là củ đế quá vậy. Cái tủ trơn ha. Cộng lực luôn. Rồi, cho luôn nha em. 57 cho luôn triệu 3. Rồi, triệu 3 quý vị. Rồi, tiếp tục mã số 28 luôn rồi quý vị. Mã số 28 ha. Hoành 25. Rồi, hoành 25. Có cái ôm cái củ nạc ở dưới. Củ 36. 36. Chiều cao của thân. Chiều cao là 95. Rồi, tay cành có luôn. Đó. Hai cái cụm tay cành ở đây quý vị. Để em nói luôn ha. Để đây. Kỹ nha quý vị, rất là chậm rãi cho quý vị xem ha. À, giá rồi ha. Lâu nhiêu em? Dạ 450. 450. Rồi, tiếp tục luôn. 29 ha quý vị ơi. Tay cành. Rồi, đo ngay phần nở đó là 29, có dư gần 30 tính 29 nè. Rồi, đo nở đó là 29 đó. Đo cò lúc cái trên thì 21. 21, nở dưới ha. Cao 60. Rồi. Rồi, xe xe luôn. Tay cành cũng ok. Đó. Rồi, xe 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 tiếp luôn.
từ đế thân cành đẹp ha. Lúc nhiêu em? Dạ, 550. Rồi, 550. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Số 30. Này là cụm cây hay là sao đây? Dạ, nó dính liền hết cháu. Này nhiều cây nó dính nhau đây hả? Dạ. Này biết bao nhiêu cây nữa, đếm mới biết được. Dòng 34. Rồi, này đo tổng. Rồi, đếm thử nhiều cây đây, xây vừa đếm ha. Cao là 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy nguyên cầm. Đây, đó con thân hay gì nè. Rồi, cái cụm này giao luôn như đêm. Dạ, 350. 350 ha. Đó, rồi, xuống cây luôn. Cụm này cũng quái quá vậy. 350 à. Vì thích chơi chốc cái cụm quái quái đó mình chốc chơi quý vị ơi. Có 350 à quý vị ơi. Đây mã số 31. Con 17. Rồi. Cụ nạc. Ôm chạy. Cụ 29. Rồi. Chiều cao thân luôn. Cao 40. Rồi xe xe luôn. Cái cụ nó quý vị. Duyên quá nè. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ 350. 350. Rồi, xuống cây luôn. Cũng đẹp cây quý vị. Rồi còn cây nữa quý vị. Số 32. Rồi, hoành đo ngang đó kéo thẳng lên. 26 hoành. 26. Dài của cây. Cao 75. 75. Có hai cái chân mà trước đây nè, cạo ra cái dưới thấy được cái rễ vàng vàng đó ha, một cái cọng ở đó. À, ở bên đây thấy rõ hơn rồi ha. Rồi giao luôn như đây, cây cuối cùng giao luôn 700. Rồi 700 ha. Rồi giờ là Dũng nói quý vị không em? Mong cô chú anh chị gần xa xem hết clip rồi ưng cây nào ủng hộ ngay đó. Đây cũng là clip đầu tiên của con, có gì sơ sót cô chú bỏ qua nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.